Lại nữa thiện hiện 80 vẻ đẹp là một móng tay Như Lai hẹp dài mỏng láng sáng sạch trong trắng như hoa hoặc như đồng. 2. Ngón chân ngón tay Như Lai tròn thon dài ngay thẳng mềm mại đốt xương không lộ. 3. Các ngón tay ngón chân của Như Lai đều bằng nhau không so le, giữa kẽ các ngón đều khít kín. 4. Tay chân Như Lai tròn đầy như ý, mềm sạch, sáng mịn, mỏng như hoa sen. 5. Gân mạch Như Lai buộc ràng, chắc chắn, ẩn sâu chẳng hiện. 6. Hai mắt Như Lai đều ẩn chẳng lộ. 7. Bước đi Như Lai tiến tới thong thả như long tượng chúa. 8. Như Lai bước đi oai nghi tề chỉnh như sư tử chúa. 9. Như Lai bước đi vững vàng thong thả không nhanh không chậm giống như châu chúa. 10. Như Lai bước đi tiến rừng nhẹ nhàng giống như ngỗng chúa. 11. Mỗi khi ngó lui thì Như Lai đều xoay qua phía bên phải và toàn thân chuyển theo như long tượng chúa. 12. Các bộ phận của Như Lai thẳng tròn và sắp xếp khéo léo. 13. Các đốt xương Như Lai kết nhau không hở giống như rồng lượn. 14. Xương đầu gối của Như Lai được sắp xếp khéo léo rắn chắc tròn đẹp. 15. Chỗ kín của Như Lai có hoa văn xinh đẹp đầy đủ oai thế viên mãn thanh tịnh. 16. Thân Như Lai trơn láng mềm mại sáng láng sạch đẹp đất bụi không dính. 17. Dung mạo của Như Lai rất nghiêm nghị, không sợ hãi, không hèn nhát. 18. Các bộ phận của thân Như Lai chắc chắn đầy đặn, khéo kết dính vào nhau. 19. Thân phần của Như Lai tròn đầy, an ổn, vững vàng, chưa từng lay động, không hư hoại. 20. Thân tướng của Như Lai giống như vua trời, trông rất đoan trang, sáng sạch, không bị ngăn che. 21. Thân Như Lai có ánh sáng tròn đầy bao xung quanh, khi đi thường tự chiếu sáng. 22. Bụng Như Lai vuông vức, không lệch, mềm mại, không lộ ẩn kín, các tướng trang nghiêm. 23. Rốn sâu có xoáy về bên phải, tròn đẹp, sạch sẽ, sáng láng. 24. Rốn Như Lai dày, chẳng lõm, chẳng lồi, xoáy tròn, rất đẹp. 25. Da Như Lai không bị ghẻ lở, nốt ruồi, thịt dư. 26. Lòng bàn tay Như Lai đầy đặn mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng. 27. Chỉ tay Như Lai sâu dài rõ thẳng trơn láng không đứt đoạn. 28. Môi Như Lai có màu đỏ tươi sáng như trái tần bà, trên dưới tương xứng. 29. Khuôn mặt Như Lai đoan trang kích thước trung bình, không dài không ngắn, không to không nhỏ. 30. Tướng lưỡi Như Lai mềm mỏng dài rộng, màu đỏ như đồng. 31. Như Lai phát tiếng chấn động rất xa, rõ ràng trong trẻo như tiếng giống của voi chúa. 32. Giọng nói Như Lai nghe âm vang như tiếng vọng từ hang sâu. 33. Mũi Như Lai cao và ngay thẳng, lỗ mũi ẩn kín. 34. Các răng Như Lai vuông vức đều đặn trắng đẹp. 35. Răng cửa Như Lai tròn trắng, sáng sạch, bén. 36. Mắt Như Lai trong xanh và sáng rõ. 37. Mắt Như Lai dài rộng giống như hoa sen xanh, trông rất đẹp. 38. Lông mi Như Lai trên dưới ngay thẳng và không bạc. 39. Cặp mày Như Lai dài mà không bạc, rộng mà mềm mại. 40. Cặp mày Như Lai đẹp đẽ, có thứ lớp màu xanh biếc như lưu ly. 41. Cặp mày Như Lai cao rõ sáng láng, hình như mặt trăng đầu tháng. 42. Tai Như Lai dày rộng lớn, trái tai dài và tròn trịa. 3.